Mặc dù thời gian qua, địa phương đã khuyến cáo nông dân không nên gieo xạ lúa thu đông do nguy cơ ngập lũ và lây lan dịch bệnh từ vụ lúa hè thu, nhưng một số nông dân trên địa bàn huyện Mộc Hóa vẫn xuống giống vì giá lúa hiện đang ở mức cao. Hiện nay đã có hơn 4.500 lúa thu đông được gieo xạ. Các diện tích này tập trung ở các xã Bình Thạnh, Bình Hòa Trung và thị trấn Bình Phong Thạnh. Phần lớn diện tích lúa đang trong giai đoạn mạ đẻ nhánh và một số đang giai đoạn làm đồng. Mặc dù thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện đã khuyến cáo nông dân không nên gieo xạ, nhưng nông dân vẫn xuống giống để tranh thủ giá lúa đang cao. Giờ đây thì nào giờ chưa có xạ vụ thu đông, giờ thấy mấy chỗ khác làm ăn thì cũng được, lúa thì có giá. Nhân dân năm bảy bà con vậy đó mới gom nhau để hùng đắp cái tiếng đi. Thu đông năm rồi thì kiểu mới làm thí điểm đó thì cũng có làm có mấy khu thì năng suất thế là cũng đạt là từ 6 đến 7 tấn hoặc ha, là với cái giá lúa năm rồi thì nó nằm là 7.800 một ký, là lợi nhuận thì một ha thì nằm tầm 18 đến 20 triệu ha. Hiện tại, diện tích lúa thu đông trên địa bàn huyện đang sinh trưởng và phát triển ổn định. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khuyến cáo nông dân gieo xạ tập trung theo đúng lịch thời vụ.